Đây là cocktail của mình đây. Nếu các bạn thấy thích thì mình cùng nhau làm nhé. Để làm cocktail thì trước các bạn chuẩn bị cho mình khoảng độ 5 quả dâu, một quả cam, một quả táo và mấy lát chanh, một chút đường và cái ly. Bây giờ mình cùng nhau làm nhé. Mình đi gọt quả cam và quả táo để mình cho vào máy mình xay nhé. Bây giờ mình bắt đầu gọt quả cam trước. Tinh tố. Bạn cho đá vào cho bạn xay. Chuẩn bị cho mình cái ly và một lát chanh. Các bạn đặt vào đây. Các bạn quay ở phía ngoài nhé. Quay làm sao cho cái chanh nó sát vào cái miệng cốc này này để cho nó dính đường đấy. Nhưng mà đừng quay bên trong. Cái áp cái chanh này ở quay phía bên ngoài thôi. Đây. Xong rồi. Rồi các bạn đặt vào cái bát đường này này. Đây cái bát đường đây. Các bạn này như thế này. Đây mình quay như thế thì cái phần đường nó sẽ dính ở trên cái miệng cốc này. Nhưng các bạn đừng để đường ở phía bên trong nhá. Bên trong không cho dính đường mà cho dính đường phía bên ngoài. Khi mình xoay chanh thì mình chỉ xoay phía bên ngoài. Xong mình xoay đường mình cũng chỉ xoay phía bên ngoài. Còn bên trong không có đường mà không có chanh nó không dính. Đây cốc này cũng vậy. Nó dính đường ở phía bên trên. Trên cái miệng cốc này này. Thôi bây giờ mình sẽ đi xay nhá. Đây táo và cam mình đã cắt ra rồi. Các bạn cho vào đây cho mình gì? 2 thìa đá. Đường chỉ cũng được. Đấy. Và các bạn múc luôn cái đường của cái tận dụng luôn cái đường này. Các bạn cho vào đây khoảng đấy. Một lửa thìa canh là đủ rồi. Mình đã xay rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra cốc nhé. Các bạn cho dâu vào máy. Dâu các bạn cắt ra các bạn cho vào máy. Đây cái máy này máy nhỏ này. Cái máy nào nhà các bạn có máy nào các bạn dùng máy đấy, cái này cái xúc đấy, cái này máy nhỏ. Rồi, cà phê đường là đủ để cho thêm tí này. Rồi đây các bạn xúc, các bạn có máy nào dùng máy đấy nhá, cái máy nhỏ này làm cũng được mà máy to làm cũng được, cứ chỉ cần xay nhuyễn nó ra là được thôi. Đây cái phần dâu của mình như này là đạt rồi này. Đấy xong mình sẽ đưa sang cốc nhá, mình xúc vào đây. Đây bạn đổ sang bên cốc, đổ lên. Dâu nó nhẹ hơn không? Cho nên nó ở bên trên, nó sẽ không chìm xuống dưới. Nên nó sẽ thành hai màu. Để các bạn đặt lên miếng dâu lên phía trên, miệng cốc. Bên cốc này thì các bạn cho lên miếng chanh. Cốc dâu của mình, cốc tây của mình đã xong rồi này. Dùng để đãi khách, sinh nhật và tráng miệng. Chúc các bạn làm ra ngon và ăn ngon nhé. Mình rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.